Xin chào mọi người. Hôm nay thì đi cùng mình là rau cám và cún cho hai vị khách nhé. Một con thì khách đặt mua bên trại mình để về chơi. Đây là bé cún này. Còn một con là bây giờ mình chuyển về cho chủ. Bởi vì là chủ gửi mình đi thi huấn luyện. Thì vì cuộc thi đã kết thúc và đã thành công rực rỡ. Thì bây giờ là mình chuyển chó về cho chủ luôn. Đây là bạn ấy, nhìn khá ngầu. Hôm nay buổi sáng thì đường khá vắng vẻ bởi mình đi sớm, sợ nhất là kẹt xe. Đi sớm thì đường cũng thoáng hơn và mát mẻ hơn, nhưng mà cũng khá buồn ngủ. Đoạn này là Amata nhé, bên kia là bệnh viện Đồng Nai. Tranh thủ ghé vào làm ly cà phê cho nó tỉnh ngủ, rồi bắt đầu anh em lại tiếp tục hành trình phía trước, còn khoảng độ hơn 1 tiếng nữa, nên là tranh thủ đi cho nó kịp giờ. Bên mình thì chuyên về huấn luyện, phối giống chó, bán cho con, rồi phân phối cám. Cám ở bên mình thì là cám nhập châu Âu, thì đều có đầy đủ cho con, cho lớn, đều có những cái phân khúc để cho nó phù hợp nhất đối với chó. Còn ngoài ra thì huấn luyện thì anh em muốn gửi thì cứ liên hệ lên mình test trước. Bây giờ cũng gần đến nhà khách rồi. Thì xin phép mình vào cái chủ đề ngày hôm nay. Thì đến nhà chủ thì bắt đầu mình sẽ hướng dẫn cho chủ cái cách gọi là chơi ở nhà làm sao và cái cách nuôi như thế nào. Cũng như là cái chế độ ăn cho nó phù hợp để về mình chăm sao cho hợp lý. Đội này thì cũng rất dễ chăm thôi, nhưng mình không biết cách thì nó khó thôi. Đến rồi nha. Giờ mình sẽ làm một số động tác hướng dẫn chỉ tận tay cho anh chủ để cho anh làm quen. Nhìn vậy thôi, nhưng một con chó huấn luyện rồi á thì mình cũng phải biết cách chơi để cho con chó nó chơi nó hợp với cái tính cách của nó hiện tại, cũng như đối và làm việc với nó. Nếu làm việc với mình thì nó sẽ rất ok, nhưng làm việc với chủ mới thì cái giọng nói, cái ngôn ngữ hình thể thì nó chưa quen, thì cũng phải mất 1 tuần hoặc 10 ngày gì đó để mình làm quen. Thì mình mới chỉ sơ qua thì anh chủ cũng đã cầm được rồi nhé, cũng đang kết nối và thử trực tiếp để cho anh ấy cầm để cho nó được tự tin. Khi nói thì anh chủ cũng đã tiếp thu và cũng khá ok. Anh chủ khả năng là cũng đã từng nuôi rồi, nên là nói sơ qua cái là anh đã hiểu được liền. Như vậy thì rất tốt, thì tại vì là có kinh nghiệm mình chăm chó thì nó đơn giản lắm, không có gì phức tạp cả. Chủ yếu là cái phần kết nối thôi, mình cứ thân thiện mình chơi với nó thì nó sẽ nghe lời mình. Còn mà nhốt xích để đấy thì con chó nó không nghe lời mình đâu, kể cả chó huấn luyện rồi. Chủ yếu là tình thương. Giao cho anh chủ xong thì chúng mình di chuyển về ngược lại trên Tân Phú để giao con chó vừa rồi thi cho anh chủ. Thì chúng mình cũng đã đến cái địa điểm bên Tân Phú rồi đây. Anh ở chung cư. Tiếp theo đó thì mình lại phải vòng ngược về bên quận 3 là mình giao áo cám cho một ông anh cũng là khách quen của mình lâu năm. Thì dùng cám rất tiện, cái là vấn đề là mình vừa huấn luyện được, cũng như là mình bận công chuyện mình cho ăn thì nó cũng sạch sẽ. Vậy nên anh em nào cần cám thì hãy liên hệ mình, vừa là cám huấn luyện vừa là cám dinh dưỡng bên mình đều có hết. Cũng xin cảm ơn quan tâm và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Cám huấn luyện và dinh dưỡng cũng như là huấn luyện chó thì xin liên hệ em cảm ơn.